Đúng thật là không làm nhưng lại muốn có ăn, đúng không mọi người? Không chỉ vậy đâu, linh cẩu được đánh giá là một loài vật cực kỳ máu lạnh và vô cùng tàn nhẫn. Một khi bị cơn đói tấn công, chúng có thể trừ khử cả đồng loại và có thể là cả con non không có sức chống trả, chỉ để lấp đầy cái bụng của mình. Trong quy luật của tự nhiên, những kẻ sống được nhiều kiểu môi trường như là đồng cỏ, tràng cỏ, rừng thưa, bụi rậm gai góc, núi và đồi ven biển. Ngày nay, ngựa vằn bị đe dọa nghiêm trọng về số lượng và hoạt động sống con người và săn bắt để lấy da. Ở ngoài tự nhiên, linh cẩu luôn lọt top kẻ thù mà ngựa vằn cần phải đối phó. Hãy cùng xem cận cảnh một cuộc đuổi bắt giữa hai loài vật này trong cuộc chiến sinh tồn được hướng dẫn viên Matthew Rock ghi lại trong công viên quốc gia Kruger của Nam Phi. Một chú ngựa vằn đang cố sức trốn chạy bầy linh cẩu. Có thể cuộc rượt đuổi này đã kéo dài rất lâu vì chúng ta nhận thấy đôi chân của chú ngựa vằn tội nghiệp đã nhuốm đầy cái vết máu. Những bước chạy đầy kiệt sức và mỏi mệt của chú được sử dụng hết sức để chống lại kẻ thù đông đúc. Theo mọi người, trước sự vây hãm của 5 con linh cẩu kia thì ngựa vằn có thể trốn chạy thành công được không nhỉ? Thật đáng tiếc, câu trả lời là không thể. Ngựa vằn không có vũ khí nào lợi hại hay độc tố để tấn công lại kẻ thù. Thứ mà chú có thể sử dụng là những cú đá của mình. Nhưng với vết thương nghiêm trọng như thế này, nó không thể nào chạy hay đá một cách chính xác nữa. Cũng có nghĩa là khả năng tự vệ gần như bằng không. Dẫu cố gắng bao nhiêu, nhưng với sức lực dần cạn kiệt, nhưng lại chẳng chống trả lại 5 con linh cẩu hung ác, thì trong hoàn cảnh này, có lẽ ngựa vằn ta sẽ là một kẻ thất bại. Ngựa vằn khuỵu hai chân đầy bất lực và đau đớn, còn những con hải cẩu tiếp thời cơ để nhảy lên, cắn liên tục vào cổ nhằm hạ những đòn quyết định cuối cùng, buộc ngựa vằn phải chịu thất bại. Không chỉ có những con ngựa trưởng thành, ngựa vằn con với sức lực yếu ớt luôn rơi vào tầm ngắm của bầy linh cẩu này. Các bạn có thể nhìn thấy cảnh tượng đầy đau khổ và bất lực của ngựa vằn mẹ khi mà nhìn thấy con mình bị linh cẩu tấn công. Ngựa vằn mẹ dù là con trưởng thành cũng là một loài vật yếu đuối. Cách mà ngựa vằn tránh kẻ thù là những cú đá và trốn chạy. Thật là tội nghiệp hơn nữa nhé. Còn bây giờ, cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.